Quý tín giả vẫn đang giữ làn sóng Học Việt TV. Tiếp theo sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Mở đầu phần tin Việt Nam là tin Thủ tướng Việt Nam công du Trung Cộng ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ công du Trung Cộng không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam và nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao nhất giữa lúc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Tổng thống Biden kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 11 tháng 9 sau khi gặp mặt các tứ trụ lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có ông Phạm Minh Chính. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 9 cho biết rằng ông Chính sẽ công du Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17 tháng này theo lời mời của chính phủ Bắc Kinh. Các báo trong nước đồng loạt đưa tin rằng Thủ tướng Chính sẽ tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN tại thành phố Nam Ninh ở tỉnh Quảng Tây như những hoạt động chính của ông khi tới Hoa Lục. Ông Chính sẽ dự lễ khai mạc hai sự việc này cũng như thăm các gian hàng của Việt Nam tại đây. Các hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc ASEAN. Cùng trích dẫn tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao, báo Tuổi Trẻ cho biết ông Chính sẽ hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và tham gia một số hoạt động đối ngoại khác trong thời gian ở đây. Các lãnh đạo Việt Nam thường gặp mặt các lãnh đạo Bắc Kinh trước hoặc sau khi đón tiếp hay công du Mỹ. Một hành động được nhiều nhà quan sát cho là nhằm cân bằng quan hệ với hai siêu cường và tránh làm cho Trung Cộng tức giận. Lễ vận hành thí điểm tour du lịch thác Bản Dốc Đức Thiên. Mới đây thì lễ vận hành thí điểm du lịch thác Bản Dốc của Việt Nam và Đức Thiên của Trung Cộng đã diễn ra ngày 15 tháng 9 tại trạm kiểm soát khu vực Móc 864/1. Và truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin ngày 14 tháng 9 về buổi lễ vừa nêu. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức loan tin tour du lịch thí điểm thăm thác Bản Dốc Đức Thiên tại biên giới phía Bắc Việt Nam với Trung Cộng sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 và kéo dài trong một năm. Quy định tham gia các tour thí điểm Bản Dốc Đức Thiên là du khách từ cả hai nước Việt Nam, Trung Cộng cần phải ghi danh trước theo nhóm lên đến 20 người. Họ phải có hộ chiếu hoặc giấy phép xuất nhập mới được vào khu thắng cảnh của thác. Và thời gian thăm cho các nhóm đến thác của phía nước bên kia là không quá 5 tiếng đồng hồ. Việc nghỉ qua đêm tại khu vực thác thì bị cấm. Và du khách Việt mà sang thăm thác phía bên Trung Cộng không phải mua vé vào thăm. Tuy nhiên họ phải mua bảo hiểm. Và du khách Trung Cộng vào thăm thác phía Việt Nam phải mua vé với giá 2.9 đô la cho mỗi lần, gồm cả phí dịch vụ và bảo hiểm. Và được biết rằng nhà nghiên cứu gốc Việt Trương Nhân Tuấn ở Pháp vào đầu năm 2008 trong một lần trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do khẳng định Việt Nam bị mất phân nửa thác Bản Dốc mà trước đây nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam ít nhất là 2 km. Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị cáo buộc nhận lại quả 1 tỷ đồng. Ông Hoa Công Hậu, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, bị cáo buộc có sai phạm trong đấu thầu thiết bị gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng và nhận 1 tỷ đồng của doanh nghiệp. Ông bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Thành Lữ, 57 tuổi, cựu phó phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế Tây Ninh. Bà Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch hội đồng sáng lập công ty NSJ Group cùng với 9 thuộc cấp bị đề nghị truy tố cùng tội danh. Liên quan vụ án, hai người khác là cựu cán bộ Sở Y tế Tây Ninh bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C3 xác định ông Hậu khi là Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo và trực tiếp ký các văn bản xin chủ trương mua sắm, tổ chức đấu thầu, mua máy chụp CD cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Ông Hậu biết bà Nga có quan hệ với nhiều lãnh đạo và đã trúng thầu nhiều gói thiết bị y tế tại các tỉnh, nên khi được bà này đặt vấn đề nhờ giúp đỡ đã đồng ý. Ông Hậu chỉ đạo ông Lữ cho công ty NSJ giới thiệu hệ thống CD scanner 128 lát cắt và chấp thuận giá mua hệ thống là 28 tỷ đồng theo đề nghị của Nga. Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết hồ sơ tạo lợi thuế cho NSJ trúng thầu. Nhà chức trách kết luận
giá trị máy chụp do NSJ cung cấp là hơn 14 tỷ đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến năm 2020, sau khi NSJ trúng thầu, vào nhiều dịp lễ Tết, ông Hậu đã 3 lần nhận quà biếu và tiền với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Cựu giám đốc Sở Y tế hiện đã nộp lại số tiền hưởng lợi. Bệnh đau mắt đỏ tấn công nhiều trường học tại miền Trung. Có nhiều trường học tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã ghi nhận số học sinh bị đỏ mắt tăng cao nhanh chóng. Tại Đà Nẵng ghi nhận cả ngàn trường hợp học sinh đau mắt đỏ tại huyện Hòa Vang. Và thống kê trong các cấp học của huyện này cho thấy những ngày gần đây có 1.000 đến 1.500 em học sinh bị đau mắt đỏ mỗi ngày, mà chủ yếu tại cấp tiểu học, trung học cơ sở. Và Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã có văn bản hướng dẫn cụ thể việc phòng tránh và xử lý các ổ dịch trong trường học. Theo ghi nhận thì việc khan hiếm thuốc nhỏ mắt Tobradex, hai loại thuốc dịu nhẹ thích hợp cho trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều tiệm thuốc. Thậm chí nhiều cửa hàng lớn, hệ thống siêu thị thuốc cho biết là không còn hai loại thuốc này. Tương tự tại Huế đã ghi nhận một số cơ sở giáo dục mầm non cho học sinh nghỉ học vì tránh lây lan bệnh đau mắt đỏ. Bác sĩ Phạm Như Vĩnh Tuyên là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phó giám đốc trung tâm mắt Bệnh viện Trung ương Huế cho biết những tuần gần đây ghi nhận là số bệnh nhân vào viện khám điều trị bệnh đau mắt đỏ tăng gấp 10 lần. Người dùng xe điện hoang mang vì bị cắm sạc. Sau thảm họa cháy lớn tại chung cư mini, nhiều người đi xe điện không biết cắm sạc ở đâu vì đi đâu cũng bị cấm. Chị Huyền Trang, 33 tuổi, ở Hà Nội cho biết chị gọi điện thoại cho lần lượt từng người bạn ở nhà riêng để dè dặt nhờ chuyện mà cô gọi là tế nhị. Sạc nhờ xe máy điện, chiếc VinFast Felix S của chị chỉ còn 20% pin, trong khi chung cư nơi cô ở đã có yêu cầu cắm sạc xe dưới hầm. Bà ấy gửi xe nơi làm việc ở ngoài trời, không có nguồn điện. Người dân ở một chung cư khác cũng lâm vào tình trạng không biết đi đâu, về hầu hết các chung cư ở đây đều bị cấm sạc xe dưới hầm. Nhiều người dùng xe điện không tìm được nơi sạc, đành tháo pin hoặc dắt cả xe lên nhà để sạc. Chuyên gia phòng cháy chữa cháy cho biết xe điện nếu được kiểm định chất lượng rõ ràng, người dùng tuân thủ quy định sạc thì rủi ro là rất thấp. Tuy vậy, hiện nay trên thị trường, ngoài những hãng lớn có nhà máy như VinFast, Dày Đà có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, còn lại một lượng rất lớn xe máy điện được bán ở các cửa hàng nhỏ lẻ, nhập cảng từ Trung Cộng không có kiểm định chất lượng. Nhiều người dùng, đặc biệt thanh niên, lại thích độ chế nên nguy cơ cháy nổ tăng. Chi hàng tỷ đồng để mua biển số đẹp. Chiều hôm nay tại Việt Nam, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức buổi đấu giá 9 biển số ô tô siêu đẹp của phiên đấu giá thứ nhất. Với theo kết quả đấu giá vào buổi sáng thì biển số siêu đẹp 19A 5 số 5 có giá trúng đấu giá là 2.69 tỷ đồng. Biển số 30K cũng 5 số 5 đã được chốt mức giá lên tới 14.12 tỷ đồng. Đặc biệt biển số 51K 5 số 8 đã thuộc về người trả giá lên đến 32.34 tỷ đồng. Và đây là lần thứ hai mà phiên đấu giá biển số ô tô được tổ chức sau lần đầu tiên tổ chức ngày 22 tháng 8 phải tạm dừng do yếu tố kỹ thuật. Thời điểm đó, bà Lâm Thị Mai Anh, giám đốc công ty của đấu giá hợp danh Việt Nam, cho biết từ 8 giờ ngày 22 tháng 8, do lượng truy cập vào trang đấu giá trực tuyến tăng cao đột biến đã dẫn đến hệ thống kỹ thuật gặp trục trặc và khách hàng không truy cập được vào phòng đấu giá biển số. Và đó đã kết thúc chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Xin thân ái mến chào quý vị.